Ba người bất động trong tiệm cầm đồ ở Bình Dương nghi do ngạt khí. Chiều ngày 25 tháng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã có báo nhanh về kết quả điều tra ban đầu về vụ vợ con tử vong, chồng thoi thóp tại tiệm cầm đồ ở xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên. Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 24 tháng 4, người đàn ông hàng xóm thấy anh Cao Hữu Hà, 27 tuổi, không mở tiệm cầm đồ kinh doanh như mọi ngày và cửa vẫn khóa bên trong, gọi cửa nhưng không ai trả lời. Nghi là có chuyện không lành, ông này báo cho người thân của chủ tiệm đến kiểm tra. Mở cửa vào tiệm, họ phát hiện vợ chồng anh Hà cùng với con gái 4 tuổi nằm bất động trên nệm trong phòng ngủ. Mẹ con bé gái đã tử vong, còn người chồng vẫn thở thoi thóp. Qua khám nghiệm hiện trường tử thi và lời khai nhân chứng, cơ quan điều tra nhận định các nạn nhân tử vong và hôn mê sâu có thể do ngạt khí CO. Theo người dân sống xung quanh, vào đêm ngày trước đó, do hệ thống điện trong tiệm bị hư, nên anh Hà đã sử dụng máy phát điện từ 19 giờ cho đến khoảng 2 giờ sáng ngày hôm sau. Anh Hà vẫn đang hôn mê nên cảnh sát chưa thể lấy lời khai.